Con gấu nâu này đã nằm trong băng vĩnh cửu gần 3.500 năm. Con gấu được bảo tồn gần như hoàn hảo dưới lớp băng vĩnh cửu ở khu vực miền đông Siberia của Nga và được những người chăn tuần lộc tìm thấy hồi năm 2020. Ông Maxim Cheprasov, trưởng phòng nghiên cứu tại Đại học Tổng hợp Liên bang Đông Bắc, cho biết phát hiện thực sự rất đặc biệt và cũng là lần duy nhất chúng tôi tìm thấy mẫu vật hoàn chỉnh của một con gấu nâu. Tuổi tuyệt đối của con gấu này là khoảng 3.460 tuổi. Trước đó chúng tôi chỉ tìm được những mẩu xương hoặc hộp sọ. Vì thế đây là lần đầu tiên các nhà khoa học có được một mẫu vật còn đủ mô mềm. Điều này cho chúng tôi nhiều cơ hội để nghiên cứu các cơ quan nội tạng cũng như não bộ. Chú gấu được đặt tên là gấu nâu Etterican, Etterican Brown Bear, bởi vì nó được tìm thấy gần cạnh dòng sông Bosoy Etterican. Các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành một loạt các nghiên cứu về tế bào, vi sinh, vi khuẩn học và gen. Chúng tôi muốn tìm hiểu chính xác tuổi sinh học của con gấu cũng như thời gian và nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó, hình thái học, mô tả và so sánh với những chú gấu ở hiện tại. Cũng như nghiên cứu về lịch sử học, tế bào học và dĩ nhiên cả về virus học và hệ sinh vật. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.